Nam Mô A Di Đà Phật Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Tập 2 Người Giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không Ở trong lịch sử Trung Quốc Có ghi chép cuối đời tống đầu nhà nguyên triều tử ngang là một nhà văn học triều mạnh phủ chữ viết cũng viết được rất đẹp hiện tại thiệp chữ của ông đến đâu cũng có thể xem thấy ông giỏi về vẽ ngựa ưa thích vẽ ngựa dễ ngựa thì nhất định phải thường đi quan sát hình thái động tác của ngựa trong lòng mỗi ngày đều nghĩ đến ngựa có một hôm buổi trưa ông ngủ trưa nằm mộng cũng ở đó nghĩ đến ngựa đó thật là tập trung toàn bộ tinh thần Thời gian ngủ tương đối dài Giờ ông đến gọi ông dậy Lúc đó đều có ngủ mùng Khi vừa kéo mùng ra Trên giường là một con ngựa Bà giờ thức kinh hồn dế la lên Ông liền tỉnh dậy Hỏi bà, vì sao bà la vậy? Vừa rồi tôi nhìn thấy một con ngựa nằm trên giường Trong lòng nghĩ đến ngựa nên biến thành ngựa Nghĩ Phật thì không biến thành Phật được hay sao? chân thật có đạo lý cho nên các vị đồng tu phải nên ghi nhớ nghĩ đến bồ tát thì bạn liền biến thành bồ tát nghĩ đến quỷ thì biến thành quỷ nghĩ đến địa ngục thì biến thành địa ngục nghĩ thứ gì thì biến thành thứ đó phật quá rõ ràng đối với chân tướng sự thật và đạo lý này vậy chúng ta tưởng phật nhớ phật niệm phật hiện tiền tương lai quyết định thấy phật một ngày từ sớm đến tối vì sao không nghĩ đến phật mà khởi vọng tưởng khác vậy thì sai rồi từ ngay chỗ này chúng ta liền chân thật cảm nhận một niệm phật đường đúng pháp rất là cần thiết một niệm Phật đường chân chính, đúng Pháp Quan trọng hơn bất cứ thứ gì Niệm Phật đường chính là trường tuyển Phật Đến nơi đó chính là để làm Phật Đây là nói Đại Thừa Ý nghĩa của Nhất Phật Thừa Đoạn nhỏ thứ tư là vô lượng thọ, vô lượng thọ, tiếng phạn gọi là a di đà, a di đà dịch ra là vô lượng thọ. Cái ý nghĩa này cũng là trên kinh di đà phật đã nói, đem a di đà dịch thành vô lượng quang, vô lượng thọ. kỳ thật bổn ý của tiếng phạn a à, chính là vô dịch thành ý của trung quốc là vô di đà dịch là lượng di đà là lượng bổn ý chính là vô lượng cái gì là vô lượng tất cả đều vô lượng không có thứ nào không vô lượng chúng ta nói hơi thô thiển một chút trí tuệ vô lượng đức năng vô lượng tài nghệ vô lượng phước báo cũng vô lượng ngày nay mọi người đều muốn phát tài tài bảo cũng vô lượng không có thứ nào không vô lượng đây là nói thô còn đó vi tế một lỗ chân lông vô lượng Một bụi trần cũng vô lượng Tất cả chư Phật như Lai Ở trên đầu sợi tóc Giảng kinh nói Pháp Đoạn tóc không có phình to Chư Phật Bồ Tát cũng không có thu nhỏ Đi hoàn toàn là cảnh giới Sự lý vô ngại Sự sự vô ngại của Kinh Hoa Nghiêm Không một Pháp nào không là vô lượng bất cứ một pháp nào cũng đều là toàn thể tận hư không cấp pháp giới. Ý nghĩa này đều ở trên Hoa Nghiêm. Quyển Kinh này là thu nhỏ của Hoa Nghiêm. Là tinh hoa của Hoa Nghiêm ở ngay trong đó. Hoa Nghiêm đã nói lục tướng thập huyền. Quyển Kinh này cũng là lục tướng thập huyền Hơn nữa, mỗi câu mỗi chữ Trong đây đều là viên mãn đầy đủ Lục tướng thập huyền Người xưa gọi là Hoa nghiêm quyển trung Có đạo lý Không phải không có đạo lý Cho nên vô lượng Vô lượng thì không dễ nói thế tôn nêu ra hai loại vô lượng thọ cùng vô lượng quan đại biểu tất cả đều vô lượng quan là ánh sáng chiếu khắp chiếu khắp hư không pháp giới tận hư không khắp pháp giới ánh sáng của phật chiếu khắp thế nên hiện tại chúng ta gọi là không gian quang minh đại biểu không gian Thọ mạng đại biểu thời gian Quá khứ hiện tại dị lai Khi hợp thời không lại Chính là toàn thể vũ trụ Dạng sự dạng vật Trong đó Không có thứ nào sót lọt Phật dùng hai ý này Để giải thích vô lượng Lực nói Cũng nói được Rất viên mãn vì chúng ta tỉ mỉ nghĩ lại thử xem Người hiện tại nói thời không Phật nói quan thọ Ý nghĩa quan thọ tốt hơn thời không Trong quan thọ có linh khí Thời không hoàn toàn biến thành vật chất Không có linh tánh Trong quan thọ có linh tánh trong đó Còn viên mãn hơn rất nhiều So với hai chữ thời không Ở ngay trong đức năng vô lượng người xưa nhắc nhở chúng ta thực tế ra mà nói ngay trong tất cả vô lượng thọ là chiếm đi vị thứ nhất việc này chúng ta có thể lý giải nếu như tất cả vô lượng bạn đều có được mà không có thọ mạng thì vẫn không phải là một mạng không hay sao thôi dụng gì bạn cũng không có được cho nên ở ngay trong tất cả vô lượng thọ mạng là thứ nhất do đó liền dùng vô lượng thọ để giải thích a di đà thế giới tây phương cực lạc đó là một vị đạo sư vĩ đại đức hiệu của ngài được gọi là a di đà phật hiện rõ ra diện Phật này nguyện hạnh từ nhân địa mãi đến thành tựu được quả dị sau khi thành tựu sự nghiệp mà ngài đã triển khai mở rộng giúp đỡ tất cả chúng sanh tận hư không khắp pháp giới đều ở ngay trong một đời viên mãn thành Phật. Việc này không thể nghĩ bàn. Đó là hiện rõ ra chân thật vô lượng của vô lượng Chúng ta phải tỉ mỉ Đi thể hội Mới có thể được Một Được hai Được một hai phần Thợ dụng của chúng ta là Vô cùng Vô tận Thợ dụng Biểu hiện ở chỗ nào vậy Biểu hiện ở ngay tính nguyện hạnh của bạn tin sâu không nghi tuyệt đối không bị dao động thiết nguyện nguyện lực kiên cường cũng không có bất cứ thứ gì có thể mê hoặc tính nguyện hạnh của bạn thành tựu rồi đoạn nhỏ thứ năm chữ trang nghiêm trang nghiêm dùng lời hiện tại của chúng ta mà nói là tốt đẹp tốt đẹp đến cùng tột bổn kinh chúng ta đọc đến nhất hướng chuyên trí trang nghiêm dịu độ dịu độ là chỉ cái gì vậy người thông thường nghe rồi đây nhất định là chỉ thế giới tây phương cực lạc bạn chỉ nói đúng một nửa còn một nửa ở đâu vậy hoàn cảnh cư trú hiện tại của chúng ta chính là diệu độ. Khi vừa chuyển đổi cảnh giới của bạn, nơi này chính là diệu độ. Tuy không phải là diệu độ chân thật, xin nói với các vị, gần giống diệu độ. Đại sư Thiên Thai nói lục tức Tương tự tức Phần chứng tức Đến thế giới tây phương cực lạc Là diệu độ cứu cánh Nhất hướng Chuyên chí Câu này là có thể trang nghiêm chỉ cần bạn có thể làm đến được nhất hướng chuyên chí. Cõi này hiện tại của chúng ta liền biến thành tương tự tình độ, đi biến thành diệu độ, cảnh tùy tâm chuyển. Cái ý này, nếu các vị có thể thể hội được mà nói, bạn liền có thể tưởng tượng ra được vào thời đại đông tấn đại sư diễn công ở lô sơn giang tây xây dựng niệm phật đường đông lâm vào ngay lúc đó họ ở nơi đó niệm phật tu hành ở nơi đó của họ chính là diệu độ vì sao vậy mỗi một người bước vào đều là nhất hướng chuyên chí quyển kinh này của chúng ta giảng phương pháp tu hành cương lĩnh tu hành một lòng chuyên niệm a di đà phật phát tâm bồ đề một lòng chuyên niệm hoàn cảnh của họ ở chính là diệu độ chính là tình độ chân thật là đại đức xưa đã nói tâm tịnh thời cõi nước tịnh cái đạo tràng này người người đều là tâm thanh tịnh người người đều là nhớ phật niệm phật cái đạo trạng đó của họ làm sao mà cũng biến thành tịnh độ chứ trang nghiêm thù thắng trùng trùng nghìn trùng tướng lạ tự nhiên hiện tiền cảm ứng không thể nghĩ bàn Lại nói đến cõi cực lạc kia Công đức vô lượng đầy đủ trang nghiêm Câu nói này hiển nhiên là tán thắng Thế giới tây phương cực lạc Vì sao vậy? Mười phương Bao gồm Tất cả cõi nước Những chúng sanh trong đó Người niệm Phật giảng sanh Đến thế giới tây phương cực lạc Mỗi người đều là tâm thanh tịnh. Mỗi người đều là nhớ Phật niệm Phật. Thế giới Tây phương Cực lạc là một cái đạo tràng lớn. Chúng ta cũng liền có thể nghĩ đến. Vì sao? Tất cả chư Phật đều tán thán. Ở trên kinh này, Thích Ca Mâu Ni Phật tán thán. Tán thán A Di Đà Phật quan trung cực tôn phật trung chi dương thích ca mâu ni phật một mình tán thán là đại biểu hết thảy tất cả chư phật đều tán thán như vậy không có một vị phật nào mà không tán thán a di đà phật là quan trung cực tôn phật trung chi dương dựa vào cái gì dựa vào thế giới của ngài tất cả những người giảng sanh đến thế giới tây phương cực lạc không có một người nào là tâm địa ô nhiễm mỗi mỗi đều là thanh tịnh việc này là ở trong mười phương tất cả cõi nước chư phật không tìm ra được mười phương cõi phật đương nhiên rất là trang nghiêm rất là thanh tịnh trong đó ít nhiều vẫn còn có mấy người khởi vọng tưởng chiếm số ít thôi. Thế giới ta bà này của chúng ta, chúng sanh phiền não, chiếm đa số. Có thể nói là ngay trong một dạng người chúng ta, 9.999 người đều đang khởi vọng tưởng. Sai biệt lớn đến như vậy là uế độ. Có những thế giới, những chúng sanh ở đó có được phân nửa tâm địa thanh tịnh không thanh tịnh cũng có phân nửa vậy chúng ta xem ra chính là tịnh độ vẫn có thế giới tâm địa thanh tịnh so ra phần trăm mà so ra thì chiếm đa số tám mươi phần trăm chín mươi phần trăm vẫn có mười đến hai mươi phần trăm tâm địa không thanh tịnh làm gì giống như thế giới Tây Phương cực lạc 100% Không có người nào không thanh tịnh Vì sao vậy? Tâm không thanh tịnh không thể sanh tịnh độ Việc này các vị đồng tu phải ghi nhớ Không phải nói tôi niệm Phật thì quyết định sanh tịnh độ Không thể có việc đó Bạn một ngày niệm 10 dạng danh Phật hiệu Trong lòng vọng tưởng không ngừng Người xưa nói đau mồm rác họng cũng chỉ uổng công quả nhiên tâm địa thanh tịnh. Một ngày niệm 10 danh hiệu, 20 danh hiệu cũng được. Bạn thấy người xưa đề xướng Pháp 10 niệm. Tôi dạy cho các vị đồng tu Pháp 10 niệm còn đơn giản hơn. Một lần thì là 10 câu -di a di đà Phật. A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Liên tục niệm 10 danh hiệu. Mười danh hiệu thời gian rất ngắn Cây trong thời gian ngắn ngủi này Một vọng niệm cũng không thể xen lọt được vào Cái niệm này gọi là tình niệm Không xen tạp Khi niệm nhiều thì sẽ khởi vọng tưởng Trong mười câu niệm không khởi vọng tưởng Đó chính là tình niệm Mỗi ngày niệm chín lần không thiếu một ngày nào Đó gọi là liên tục phù hợp với trên kinh đã nói tịnh niệm tương tục có rất nhiều đồng tu dùng phương pháp tôi dạy đến nói với tôi rất có hiệu quả hy vọng một ngày chín lần là ít nhất số lần càng nhiều đương nhiên sẽ càng tốt dùng phương pháp này dễ dàng nhiếp tâm cho nên thù thắng của tây phương cực lạc ở ngay chỗ này cũng chính là a di đà phật tiếp dẫn người thực tế ra mà nói dùng lời hiện tại này của chúng ta mà nói thế giới a di đà phật hoan nghênh mọi người di dân đến bên đó định cư rất là hoan nghênh thế nhưng điều kiện để di dân là tâm thanh tịnh dùng phương pháp gì đạt đến tâm thanh tịnh đều được cả niệm phật cũng được tham thì cũng được học giáo cũng được trì chú cũng được bạn xem phía sau ba bậc giảng sanh của chúng ta thượng trung hạ ba phẩm là nói người niệm phật phía sau còn có một đoạn người tu học các pháp môn đại thừa khác chỉ cần tu đến tâm địa thanh tịnh phát nguyện giảng sanh Tất cả đều có thể đi a di đà Phật Cái cửa này mở rộng Tuyệt nhiên không có nói Ngươi không niệm a di đà Phật Thì ta không có trước ngươi Không hề có đạo lý này Chỉ cần tâm địa thanh tịnh Tùy tiền tu tù một pháp môn nào Thấy đều được cả Đều có thể giảng sanh Tôi từng ở Úc Châu Trong luận đàn của họ Họ mời tôi diễn giảng Tôi xem đại chúng trong luận đàn Tổng cộng Có 14 đoàn thể tôn giáo Có Phật giáo Cũng có Đạo giáo Có Kỳ Tô giáo Thiên Chúa giáo Hồi giáo Do Thái giáo Tất cả đều có tôi liền nói với họ không luận các vị tu học một tôn giáo nào chỉ cần tu đến tâm thanh tịnh phát nguyện giảng sanh ai di đà phật thể đều tiếp dẫn bạn chúng ta là pháp bình đẳng không có kỳ thị chủng tộc không thể nói bạn là tin theo giê xu giáo a di đà phật không hoan nghênh không có đạo lý này a di đà phật rất là hoan nghênh không luận là bạn tu pháp môn nào không luận bạn tín ngưỡng tôn giáo nào chỉ cần tu được tâm thanh tịnh phát nguyện cầu giảng sanh ai di đà phật thầy đều sẽ đến tiếp dẫn pháp môn này rất tuyệt vời không có bài xích huống hồ chúng ta tu học tông phái khác nhau vậy mới gọi là thật trang nghiêm cho nên thế giới tây phương cực lạc trang nghiêm thù thắng không gì bạn đại thừa vô lượng thọ trang nghiêm mà phía trước đã nói đều là tánh đức của chúng ta đức năng tự tánh vốn đủ là quả báo mà chúng ta mong cầu mục đích chúng ta học phật ở đâu mục đích chính là phải đạt được đại thừa vô lượng thọ trang nghiêm hiện tại bạn muốn hỏi phải làm thế nào mới có thể đạt được đề kinh phía sau là đưa ra phương pháp cho chúng ta các vị phải nên biết phía trước đã nói qua chúng ta thật muốn thật muốn ở ngay trong một đời này đạt được vậy chúng ta muốn hỏi vô lượng thọ có thể được hay không có thể được ngay một đời này của chúng ta là vô lượng thọ thế nào là vô lượng thọ ngay một đời này quyết định không chết chết rồi còn có thể gọi là trường thọ hay sao quyết định không chết các vị phải biết tịnh tông thù thắng nhất của nó là không chết nếu như bạn tu được tốt tu được tốt ở ngay trong cuộc sống thường ngày phải ghi nhớ phải chân thật sám hối tiêu nghiệp chướng nếu không tiêu trừ nghiệp chướng đó chính là chướng ngại nghiệp chướng chướng là chướng ngại cái gì là chướng ngại? Bạn có phiền não là chướng ngại. Bạn có lo lắng là chướng ngại. Bạn có dướng bận là chướng ngại. Bạn có bệnh khổ là chướng ngại. Tiêu trừ chướng ngại chính là tiêu nghiệp chướng. Phải đem những thứ này thảy đều buông bỏ. trong hai thời sáu thời mỗi giờ mỗi phút giữ gìn tâm thanh tịnh của chính mình đoạn sau giảng bình đẳng giữ gìn thanh tịnh thanh tịnh chính là không có ô nhiễm bình đẳng chính là không có phân biệt có phân biệt thì không có bình đẳng có tốt xấu thì bị ô nhiễm cái này thì ưa thích Cái kia thì chán ghét Bạn đã bị ô nhiễm rồi Thì bạn nhất định có chướng ngại Vì sao? Chúng ta xem thấy có một số người niệm Phật giảng sanh Không bị bệnh Biết được lúc nào thì đi Dường như đã có hẹn rồi với Phật vậy Ngày hôm nào, mấy giờ chúng ta gặp mặt Ngày đến đón ta Đã hẹn xong rồi không bị bệnh đứng mà đi ngồi mà đi sức tự tại ngày trước tôi ở đài loan lão hòa thượng đạo nguyên nói cho chúng tôi nghe một câu chuyện giảng sanh đều là thật Tên của họ tôi không còn nhớ được Có một người niệm Phật khi giảng sanh Nói với mọi người Ông nói Các vị đã từng thấy qua Hoặc là nghe nói qua ngồi mà giảng sanh Con nghe nói qua chưa? Mọi người nói có Con nghe nói mà cũng có thấy qua Đứng giảng sanh thì sao? Cũng có nghe nói qua Cũng có thấy qua ông liền búng người một cái đầu trút xuống chân hướng lên trên như vậy giảng sanh các chị có nghe nói qua chưa chưa có thì ông liền giảng sanh bằng xem thấy đẹp làm sao rất tự tại vì sao ông có thể làm được bạn phải nên biết tâm của ông thanh tịnh không có chút ô nhiễm ông được tự tại ngay trong cuộc sống thường ngày được tự tại giảng sanh cũng tự tại không có thứ nào không tự tại các vị phải nên biết ông ấy sống mà ra đi đi đến bên đó không chết ông ấy không chết cái thân này không cần nữa thì đổi cái thân của phật làm gì có chuyện chết một chút đau khổ cũng không có an vui tự tại rõ ràng tường tận đổi một thân thể thù thắng hơn rất nhiều so với thân thể hiện tại này trinh kinh nói rất rõ ràng người thế giới tây phương cực lạc thân thanh khiết thể không hoại cái thân thể đó là tùy tâm sở cầu biến hóa không cùng tận như thế tôn đã nói ở trên kinh ngàn trăm ức hóa thân thích ca mâu ni phật ngàn trăm ức hóa thân người giảng sanh đến thế giới tây phương cực lạc cho dù là phàm thánh đồng cư độ hạ hạ phẩm giảng sanh đều có năng lực như thích ca mâu ni phật vậy ngàn trăm ức hóa thân bạn mới có thể đồng thời cúng dường vô lượng vô biên chư phật đồng thời nghe được vô lượng vô biên chư phật giảng kinh nói Pháp Bạn nói xem từ tại giường bao Ngày nay chúng ta học rất khổ cực Học cả đời Một hai bộ kinh cũng không cách gì học thông Đến thế giới Tây Phương cực lạc Một giờ ở nơi đó học được Chúng ta ở nơi đây học 10 dạng năm Cũng không học được Đó là thật Không phải là giả Một giờ đồng hồ bạn phải nên biết bằng nghe mười phương ba đời tất cả chư Phật như Lai giảng kinh nói Pháp Vậy còn gì bằng Cho nên muốn khai đại trí tuệ Muốn khai trí tuệ cứu cánh viên mãn Bạn nói xem không giảng sanh làm sao được Không cầu giảng sanh không thể được Không giảng sanh muốn dựa vào tu hành của chính mình Tu đến bạn đoạn kiến tư phiền não Ra khỏi ba cõi lại phá tiếp trần sa vô minh Dược mười pháp giới rất gian nan rất khổ sở rất không dễ dàng ở trên thời gian mà nói chân thật là phải vô lượng kiếp còn chưa chắc có thể thành tựu cho dù siêu diệt mười pháp giới chứng được viên giáo sơ trụ bồ tát từ duyên sơ trụ để chứng được phật quả duyên mãn, việc này ở trên kinh Phật nói còn phải trải qua ba đại a tăng kỳ kiếp. Làm gì bằng đến thế giới tây phương cực lạc, đến nơi đó thì liền chứng được đó là chân thật không phải là giả. Có một số đồng tu nghe đến lời nói này của tôi hoài nghi, họ nói quán du lượng thọ Phật kinh không có cách nói này hạ hạ phẩm giảng sanh Phải 12 kiếp mới hoa khai kiến Phật Không sai Trên vô lượng thọ Phật Kinh Là có cách nói này Thế nhưng bạn phải nên biết Vì sao Phật phải nói lời nói này Chúng ta học Phật Phải nương vào một bộ kinh nào chỗ chúng ta nương vào nhất định là kinh vô lượng thọ hơn nữa là trong kinh vô lượng thọ có phẩm thứ sáu 48 nguyện 48 nguyện là a di đà phật chính mình nói thích ca mâu ni phật giới thiệu tình độ cho chúng ta tình độ ba kinh nếu như có một câu trái với 48 nguyện thì chúng ta không thể tin tưởng bạn xem, mở quyển kinh ra Mỗi câu, mỗi chữ Đều tương ưng với 48 nguyện Thế nên Thế Tôn Vì sao đói ra cái pháp này Cách đói này Ý nghĩa của nó chúng ta phải hiểu rõ Giảng sanh đến thế giới Tây Phương cực lạc Nếu như không luận gia trị Bổ nguyện Di Đà bạn hạ hạ phẩm giảng sanh phải tu 12 kiếp. Bạn mới hoa khai kiến Phật. Không luận gia trị là cái ý như vậy. Trong cái ý này có mật nghĩa. Mật nghĩa là nói rõ cái gì? Nói rõ thế giới Tây Phương thù thắng không gì bằng. Bạn ở thế giới phương khác là lấy cảnh giới này mà nói. Hạ hạ phẩm giảng sanh. Đó là phàm phu. Một phẩm phiền não cũng chưa đoạn. Cho nên đới nghiệp giảng sanh, phiền não chưa đoạn. Mười hai kiếp Khoa khai kiến Phật Khoa khai kiến Phật là địa vị thế nào Trong thiền tông nói Đại triệt đại ngộ Minh tâm kiến tánh Địa vị Duyên giáo sơ trụ Việc này chúng ta liền hiểu rõ Nếu như không phải ở thế giới Tây Phương Một phàm phu Muốn thoát khỏi Sáu cõi Muốn siêu diệt Mười pháp giới chứng được viên sơ trụ trên kinh hoa nghiêm đã nói phải trải qua vô lượng kiếp vì sao thời gian dài đến như vậy thời gian thoái chuyện quá nhiều tiếng thì ít lùi thì nhiều nó có thoái duyên thế giới tây phương cực lạc không có thoái duyên chỉ có tiến bộ cho nên 12 kiếp liền thành công 12 kiếp so với vô lượng kiếp Thời gian đã rút gắn được rất nhiều, quá nhiều. Nói rõ thù thắng của thế giới Tây Phương. Phật nói lời nói này là cái ý như vậy. Tình hình thực tế không phải như vậy. Tình hình thực tế, bạn xem, 48 Nguyện đã nói, Đó là Căn cứ bậc nhất của tịnh Tông Không phải thứ hai Là căn cứ bậc nhất a di Đà Phật nói với chúng ta Người sanh đến thế giới Tây Phương cực lạc Đều là a duy diệt trí Bồ Tát Vì con gì bằng Bồ Tát a duy diệt trí là gì? trong chú giải của cổ đức nói với chúng ta địa vị thấp nhất là thất địa viên giáo địa vị cao nhất là đẳng giác bồ tát hay nói cách khác vừa sanh đến thế giới tây phương cực lạc ngôi vị của bạn chính là vị thứ từ thất địa trở lên đến đẳng giác thật là khiếp người cho nên gọi là Pháp khó tin Ai khó tin vậy? Mười phương, thanh văn, chuyên giác, Bồ Tát Nghe rồi đều không tin tưởng Bạn xem thấy Họ tu hành khổ cực đến như vậy Quả báo có được nhỏ xíu Vì của bạn làm không đáng để nêu ra Thật gọi là một bước lên trời Lập tức liền lên đến thất địa Họ nghe rồi Không thể tin phục không tin phục thì cũng không được gì vì sao bạn có thể lên đến được quả vị cao như vậy gia trì bổ nguyện của a di đà phật cho nên pháp môn này gọi là pháp môn nhị lực chúng ta chính mình chỉ cần đầy đủ tính nguyện hạnh thâm tính thiết nguyện lão thật niệm phật chúng ta chuẩn bị điều kiện này 48 nguyện a di đà Phật gia trì chúng ta là tha lực, sanh đến thế giới Tây Phương cực lạc. Có phẩm gì cao như vậy? Thành tựu thù thắng không thể nghĩ bàn như vậy. Đến nơi đâu mà tìm chứ? Bạn đi tra Đại Tạng Kinh. tra khắp Đại Tạng Kinh cũng không có cách nói này. Chỉ có Kinh Vô Lượng Thọ, Kinh a di đà Chúng ta phải tin tưởng. Thời xưa, tu học Pháp môn này, người giảng sanh chúng ta không thấy qua. Vì vậy không cần nói từ lúc chúng ta học phật tiếp xúc với pháp môn này chúng ta xem thấy người y theo pháp môn này mà tu hành chân thật có người đứng ra mà đi có người ngồi mà đi chính mắt chúng ta xem thấy chính tai nghe được vậy có thể giả được hay sao Khi chúng tôi ở Đài Loan, dường như là vào năm dân quốc thứ 58. Tôi giảng kinh ở miền Nam Đài Loan. Có một vị cư sĩ nói với tôi: Tướng quân Lương Đại Nam, có một bà vợ già niệm Phật niệm được 3 năm thì đứng giảng sanh. Khi bà ra đi, là đứng mà đi không hề có bệnh bà cụ này tâm địa rất hiền lương bình thường ngay trong cuộc sống thường ngày đích thực là không tranh với người không mong cầu với đời hoàn cảnh gia đình cũng có thể tạm qua ngày con cháu rất hiếu thuận Cho nên Bà buông bỏ dạng duyên Để học Phật Lúc đầu Cũng không hiểu được gì gọi là Phật Trái lại là Khi nhìn thấy tượng thần Thì cũng xem như Phật để bái lại Bồ Tát Thủ Địa Thành Hoàng cũng là Bồ Tát Không phân biệt thần và Phật Bái lại khắp nơi ba năm trước đó, con trai của bà cưới vợ, cô dâu hiểu được chút ít Phật pháp, khuyên mẹ chồng không nên đi bái lạy nhiều nơi, mà chuyên ở nhà lạy A Di Đà Phật, niệm A Di Đà Phật. Bà mẹ chồng này rất có thiện căn, liền tiếp nhận lời khuyên bảo của con dâu, không đi lạy thần nữa chuyên niệm a di đà phật niệm được ba năm hôm giảng sanh là buổi tối khi ăn cơm tối bà nói với người trong nhà của bà các con cứ ăn cơm trước đi không nên đợi mẹ mẹ phải đi tắm rửa con trai và dâu rất hiếu thuận vẫn ở đó đợi bà thật đã có đi tắm Đi tắm rất lâu mà không thấy ra Người nhà mới vào trong xem thử Thấy bà có tắm qua Ở trong nhà Có một Phật đường nhỏ Bà mặc áo tràng Rất chỉnh tề Trên tay đang cầm sâu chuỗi niệm Phật Gọi không thấy bà trả lời Bước lại gần xem Thì bà đã giảng sanh rồi Đứng mà giảng sanh Đây là việc cách nay không lâu Bây giờ đến miền Nam Đài Loan Khi nhắc đến chuyện này Có rất nhiều người biết Việc này sao là giả được Còn có một người Khi tôi ở cựu Kim Sơn nước Mỹ Có một cụ bà ngồi mà giảng xanh Ở Mỹ Đời sống rất vất vả cả hai vợ chồng đều phải đi làm đều đến công sở chỉ dựa vào một người kiếm tiền thì không nuôi được cả nhà nếu như có con phần nhiều là mời mẹ của mình đến để làm gì trông non trẻ họ không mời ba của họ mà mời mẹ của họ đến nấu cơm trông con cho họ cho nên người già ở mỹ cũng tương đối vất giả. bà là một người niệm phật cho nên khi con trai con dâu đi làm Cháu nội đi học Bà một mình ở nhà thì niệm Phật Nên rất thanh tịnh Không ai quý nhiễu bà Cũng không biết đã niệm được bao nhiêu năm Không hề biết Không rõ lắm Ngày mà bà ra đi Không biết là bà đã ra đi vào lúc nào Là vào buổi tối Sáng sớm người trong nhà phát hiện Phát hiện bà cụ sáng sớm hôm nay chưa thức dậy Bình thường đều là bà thức dậy nấu cơm sáng Sáng sớm hôm nay không thức dậy nấu cơm Khi mọi người thức dậy Thấy nhà bếp không có người dậy nấu cơm Thế là liền cho rằng Bà cụ hôm nay ngủ trễ Vì sao mà ngủ trưa đến như vậy Đến mở cửa phòng của bà Sau khi mở cửa ra Bà cụ đang xếp chân ngồi kiết già Ngồi ở trên giường khi xem kỹ thì đã đi rồi không biết được đã đi vào lúc nào việc hiếm thấy đó là bà cụ này vẫn còn có di chúc di chúc để ngay trước mặt không chỉ có di chúc hiếu phục của con trai con dâu cháu nội không biết bà đã bay đó từ lúc nào đều là chính mình bà làm từng phần từng phần để ở ngay trước giường biết trước giờ đi bà đã chuẩn bị từ sớm bạn xem hiếu phục của con cháu bà đều đã may xong người niệm phật ngồi mà đi đều là những việc gần đây nhất không phải là quá xa xôi chúng ta chính mắt nhìn thấy chính tai nghe được cho nên chỉ cần tâm thanh tịnh thì chúng ta có thể làm được. Tại vì sao? Đem những việc thế gian không liên quan, những việc trùng giặc xen tạp để ở trong lòng chứ. Nhất định phải học thanh tịnh. Thanh tịnh có cái tốt đến như vậy. Chân thật biết được quá khứ hiện tại dị lai. Tiền đồ là một mảng sáng lạn. Cho nên thế gian Cho dù là việc gì Nghe được cũng tốt Thấy được cũng tốt Tất cả đều không nên để ở trong lòng Thấy như không thấy Nghe như không nghe Mỗi giờ mỗi phút gìn giữ tâm thanh tịnh của bạn Người ta có thể làm được Chúng ta cũng có thể làm được Làm không được Tâm vẫn là không thanh tịnh khi sắp ra đi, vẫn còn việc chưa giao phó xong, bạn nói xem có đáng lo hay không? Vậy thì sao được? Tất cả buông bỏ, không phải dính mắc một thứ gì, như vậy mới được. Lúc nào thì buông bỏ, buông bỏ ngay bây giờ. Thêm chốt là không nên để tâm. đoạn thứ bảy bình đẳng giác tâm bình đẳng tâm giác ngộ bình đẳng chính là chân tâm bình đẳng chính là chân tánh bình đẳng chính là chân như bình đẳng chính là pháp môn không hai hai là không bình đẳng hiện tại chúng ta phải nỗ lực học tập học tập thì cách học tập thế nào đem quan niệm của chúng ta chuyển đổi lại biết được dạng pháp quy về một một chính là bình đẳng hai thì là không bình đẳng dạng pháp nhất như như trong kinh doanh như thị ngã danh vì sao kinh phật chữ đầu tiên thì dùng như dạng pháp nhất như đó là nói chân thật khi đến kinh văn thì chúng ta sẽ giảng kỹ hơn cho nên phải tu tâm bình đẳng luyện tập không phân biệt trong lòng nhất định không có phân biệt vậy thì ở ngay trong cuộc sống thường ngày có nên phân biệt hay không phải phân biệt cái phân biệt này là bởi vì họ phân biệt ta đối với họ họ chấp trước chúng ta đối phó với họ họ nói đây là phật đường chúng ta cũng gọi là phật đường là họ phân biệt không phải ta phân biệt trong lòng chúng ta không có phật đường cái tâm phân biệt này không có cái ý niệm này họ nói cái tướng như thế này gọi là người ta liền gọi là người tùy bạn phân biệt tùy chúng sanh phân biệt mà phân biệt tùy chúng sanh chấp trước mà chấp trước trong tâm chính mình đích thực ra là không có phân biệt không có chấp trước Đây là phương pháp chúng ta tu thanh tịnh bình đẳng giác. Các vị phải nên biết, có phân biệt, có chấp trước là phạm phu. Không còn cách nào. Ngay trong một đời này, không thể giải quyết vấn đề. Sáu cõi từ đâu mà ra? vọng tưởng phân biệt, chấp trước biến hiện ra. Nếu như không có chấp trước Thì không có sáu đường Bạn còn có vọng tưởng phân biệt Không có chấp trước Thì không có sáu đường Có vọng tưởng phân biệt Cũng không có Thì bạn siêu diệt mười pháp giới Mười pháp giới Là vọng tưởng phân biệt biến hiện ra Bạn liền siêu diệt mười pháp giới Siêu diệt mười pháp giới bạn liền bước vào Pháp giới nhất chân. Trong Pháp giới nhất chân vẫn còn vọng tưởng. Cái vọng tưởng đó rất mỏng, đã không còn chướng ngại. Thế nhưng vẫn phải đoạn dứt. Vọng tưởng chính là vô minh. Trong Kinh Hoa Nghiêm đã nói, 41 phẩm vô minh. Tất cả đoạn tận rồi, thì viên mãn thành Phật. Đó là Phật nói rõ cho chúng ta. Sáu cõi mười pháp giới là do đâu mà ra? Là giả. Năng biến, vọng tưởng, phân biệt chấp trước là giả. Cảnh giới sở biến thì làm gì là thật được? Sáu cõi mười pháp giới đều là không thật. Phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng Nhất thiết hữu di pháp như mộng huyễn bào ảnh. Nếu bạn đem những thứ này để ở trong lòng, là sai rồi. Nếu chúng ta muốn khi giảng sanh tự tại, đẹp mắt, thì bạn phải buông bỏ những thứ này. Chân thật làm đến được thanh tịnh bình đẳng giác. Quyển kinh này. Thù thắng nhất là bình đẳng phổ biến giác ngộ tất cả chúng sanh hay nói cách khác chính là dạy tất cả chúng sanh bình đẳng thành phật pháp môn này còn gì hơn được sao bao gồm trong tất cả pháp môn đều không có cách nói này bồ tát thành văn duyên giác trời người làm sao có thể bình đẳng thành phật kinh vô lượng thọ là dạy chúng ta bình đẳng thành phật kinh này gọi là kinh bình đẳng pháp này gọi là pháp bình đẳng cái học này gọi là học bình đẳng còn gì bằng chứ bình đẳng giác cũng là biệt hiệu của a di đà phật cũng là chánh giác của tất cả chư phật chỉ cần thành phật đều gọi là bình đẳng giác phật và phật bình đẳng bồ tát cùng bồ tát không bình đẳng phật cùng phật mới bình đẳng phật phật đạo đồng vì sao vậy? Thấy đều đoạn hết vọng tưởng phân biệt chấp trước. Hiện ra là tướng bình đẳng. Sau cùng, cái chữ này là kinh. Chủ đề thường nói, chúng ta nghe chỗ này cũng tỉnh lược đi. Hôm nay giảng cái đề kinh này. Giảng nói với các vị chỉ đến chỗ này thôi. Thời gian đã hết rồi chúng ta niệm phật hồi hướng Phật tử thiện chân thành tâm cúng dường nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm di đà đồng cầu sanh về nước cực Phật ah,